mà bên công ty của em thì không có cơ hội để cho nó thăng tiến tiếp. Dạ. Thế thì cái thứ mà bắt buộc nó phải là ở lại để chết hay Vâng. bước đi để có cơ hội sống. Còn Vâng. bước đi thì chưa chắc đã sống nhé, nhưng còn có cơ hội sống. Vâng. Nhưng ở lại với mức thu nhập 8 đến 10 triệu là chắc trên. Vợ chồng em đang phát triển về cái thời trang của trên em. Vâng. Thì em đã xây dựng được 3 cửa hàng. Đó là cửa hàng thứ nhất là như em vừa chia sẻ với thầy, cửa hàng thứ hai là bán cho những người có thu nhập từ 8 đến 15 đến 20 triệu, và cửa hàng thứ ba là em chuyên trưng bày, cũng là cái nơi tiếp khách, cũng là cái bán chuyên về thời trang nam cao cấp. Tiếp khách về đồng phục, cũng là nơi giới thiệu về trang phục các thứ để cho những người đến ký hợp đồng để xem những trang phục ấy luôn. Thì em Vâng. có mô hình này, nhưng tuy nhiên thì cách đây khoảng hơn 1 tháng em đã thu gọn cái mô hình là từ 5 đến 8 triệu. Vâng. Thì em thu gọn cái cửa hàng đấy vào cái cửa hàng sát nhập cùng với cái cửa hàng mà dành cho người thu nhập 8 đến 20 triệu đó ạ. Vâng. Thì em đang gặp một vấn đề thầy ạ. Vâng. Sau hơn 1 tháng, gần 2 tháng em thu vào thì cái lượng khách VIP của em, lượng khách có tiền, nó không còn qua lại cửa hàng em nữa. Rời đi đúng không? Vâng. Rời đi, vâng ạ. Và bây giờ là em đang bị vướng ở cái chỗ đấy thầy ạ. Yeah. Thế Chị đã thì học siêu em, quản trị chưa? dạ chưa chị, chưa thầy ạ. Em thì từ trước đến nay thì em biết về kinh doanh, biết về quản lý nhân sự thì chủ yếu là qua sách, nghe qua những cái clip của thầy. Còn gì Yeah. tất cả em chưa tham gia một cái khóa học nào cả. Đấy. Nó cái này chị sai cơ bản nhé. Nguyên Dạ. tắc ấy. Nguyên tắc trong một nhà hàng thôi. Vâng. Tầng 1 mà bán hàng bình dân, tầng 2 bán cho khách VIP thì khách VIP nó sẽ rời đi. Dạ. Mà nếu giữ được khách VIP thì khách bình dân nó sẽ rời đi. À Vì dạ thằng VIP vâng. với thằng bình dân không bao giờ ngồi cùng với nhau, đấy là lý do mà đều là Lee Lee Sớt. Toyota đều là chung một hãng. Nhưng mà tại chung một công ty, nhưng mà tại sao Toyota phải bán một cái chuỗi showroom riêng và Lee Sớt nó phải bán ở cái chuỗi showroom riêng. Dạ. Để chị hình dung như vậy. Vậy thì hai cái phân khúc không thể để lẫn với nhau được. Dạ. Ừ. Hay là thằng thằng xe mẹt với Maybach là bắt buộc nó phải để hai nhãn hiệu khác, chứ nó không thể để lẫn với nhau được. Vâng. Và để chị hình dung ra như vậy. Thì bản chất ở đây là chị đã sai lầm một cái căn bản nhất, là chị gom cái hai phân khúc khách hàng cao cấp và khách hàng bình dân vào trên một điểm. Dạ vâng ạ. Và đương nhiên chị chỉ giữ được một, mà giữ được một là còn may đấy, còn đúng ra mất cả hai luôn. Dạ. Ừ. Cho nên thường là các cái nhà hàng họ mở ra ấy, nhà hàng chuyên ba ba, nhà hàng chuyên thịt chó, nhà hàng chuyên gà thì có khi nó sống. Còn những cái nhà hàng mà tạp nham cái gì cũng bán, khách VIP cũng bán, khách bình dân cũng bán, thì thằng ấy thì hay phải đóng cửa nhé. Dạ vâng ạ. Ừ. Về Đấy. cái mô hình kinh doanh này thì em cũng vô tình đọc được cái doanh nhân của bên Trung Quốc và em phát triển theo cái mô hình đấy. Thế nhưng mà em biết được là tại sao mà em phải đóng cửa, đó là em đang bị vướng về cái quản lý nhân sự. Không Em phải cứ quản lý chức nhân sự. Chị vâng em cứ sai lầm lớn nhất đầu tiên là chị đè hai cái thương hiệu, một thương hiệu cao cấp với một thương hiệu bình dân vào với nhau dạ vâng ạ. để tiết kiệm chi phí. Dạ vâng đúng rồi ạ. Và Bên nguyên tắc bán hàng cao cấp thì trình độ nhân viên cũng phải cao cấp. Ví dụ như là mình chỉ mở một khách sạn 5 sao thôi, thì cái trình độ nhân viên của chị và nhà điều hành của khách sạn 5 sao thì con người ở đấy cũng phải 5 sao. Và đương nhiên con người 5 sao thì thu nhập của nó cũng phải 5 sao. Nhưng mà nếu mà chị chỉ cần làm cái khách sạn 3 sao thôi thì nhân viên ở đấy là 3 sao. Chứ chị không thể nào gom nhân viên 3 sao mà lại đi bán cái khách sạn, điều hành cái khách sạn 5 sao, là không thể nào. Không bao giờ làm. Đấy. Nên đấy là lý do mà khi mà bọn tôi mở cái trường mầm non của Vin ấy, chứ cái trường mầm non của Siêu Kít ấy, thì bọn Vâng. tôi phải phải mời được cái đội ngũ của Vin về. Bởi vì À. họ 5 sao thì họ mới vận hành được hệ thống 5 sao của mình. Chứ còn Vâng. nếu mà mời một hệ thống mầm non ở trường làng lên để vận hành cái hệ thống mầm non 5 sao của bọn tôi thì chỉ một hồi nó biến thành trường làng. Em đang bị vướng là em về cái quản lý nhân sự cũng như là cái chế độ cho nhân sự ấy. Là nhân sự của nhà em nó cứ vào một thời gian nó làm tốt cái nó lại nghỉ.
nó chỉ còn lại là kế toán này mới lại marketing thôi, còn thì những cái nhân sự bán hàng thì là một thời gian sau là các bạn ấy nghỉ. Thế em đang bị chỗ đấy ạ. Thu nhập của nhân viên của em là bao tiền tháng? Nhân viên bán hàng ạ. Thu nhập bán hàng của bên em là các bạn làm 8 tiếng ấy thầy, thì tổng lương của các bạn ấy, nó bạn nào cao điểm nhất là 9 đến 10 triệu, không thì 6 đến 7 triệu, nó theo thu nhập thực. Vâng. Ok, tóm lại là bình quân khoảng 6-7 triệu gì đó, đúng không? Dạ vâng ạ. Và nếu nó làm với em 10 năm sau thì thu nhập của nó có tăng lên không? Dạ cái đấy nha, bên em thì có trả theo, thứ nhất là thâm niên. Thứ Nhưng nhất mà là thâm niên. giả sử những cái đứa làm lâu nhất với em là mấy năm rồi? Bạn làm lâu nhất của Là bên em sale ấy. đang là 6 năm ạ. Thì thu nhập bây giờ của nó bình quân là bao nhiêu? Là được 10 triệu ạ. Thế theo em, nếu em là có con gái mà nó đi bán hàng vậy thì em có khuyên nó nên bỏ đi để mở làm cái khác không? Vâng, cái đấy là em cũng 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 thấy là em đang bị mắc ở chỗ đấy thầy ạ. Ví dụ một đứa nó đi làm cho em 20 năm. 20 năm sau mà tháng nào chỉ có 10 triệu, thì trừ khi con bé đấy nó lấy được thằng đại gia, chứ không thì nhà nó chết đói. Bởi vì là cái nhu cầu khi mà phụ nữ hay là nam giới cũng vậy. Bởi vì khi họ tại sao họ có nhu cầu thăng tiến? Là Vâng bởi ạ. vì cái lúc mà 20 đến tầm 25 tuổi nó chưa có gia đình Vâng ạ. thì nó phục vụ em được. Nhưng mà khi mà bắt đầu nó có gia đình rồi thì bắt đầu cuộc sống của nó thực tế hơn. Nó gắn với cơm áo gạo tiền. Thì khi nó có một hai đứa con rồi thì bắt đầu nó liên quan đến đối nhân xử thế bên nội bên ngoại, rồi đình đám cưới xin, rồi nuôi con nuôi cái, thì bắt đầu nó có nhu cầu tiền bạc nhiều hơn, và nó 10 triệu đối với nó là không thể đủ được nữa. Dạ. Và mà bên công ty của em thì không có cơ hội để cho nó thăng tiến tiếp. Dạ. Thế thì cái thứ mà bắt buộc nó phải là ở lại để chết, hay Vâng. bước đi để có cơ hội sống. Còn Vâng. bước đi thì chưa chắc đã sống nhé, nhưng còn có cơ hội sống. Vâng. Nhưng ở lại với mức thu nhập 8 đến 10 triệu là chắc trên. Vâng. Với hai vợ chồng, hai đứa con. Vâng. Em có hình dung không? Vậy Vâng ạ. thì để nói như vậy thì thầy muốn nói là chia sẻ là cái tình yêu thương đối với nhân viên của mình nó rất là quan trọng. Mình chỉ cần tưởng tượng là họ thu nhập với mức độ 6-7 triệu, và hai vợ chồng của nó nếu mà làm 12 triệu, mà với cái thị trường như ở ở Lạng Sơn, thì nó trải nghiệm trong một tháng vợ chồng của nó ăn uống sao, sinh hoạt sao, nộp tiền học cho con sao, trả tiền điện nước sao, tiền ma chay cưới giỗ sao, bắt đầu mình mới tưởng tượng ra cái trải nghiệm đấy thì bắt đầu mình mới đủ thương nhân viên. Còn nếu không thì chứ không nếu không thì mình thấy nhìn thấy là 7-8 triệu của mình nó to lắm. Đúng rồi ạ. Thì cuối cùng là nhân viên nó bỏ, mình cứ trách nó thôi, nhưng mà thực ra mình phải phải quán đến cái việc mà đời sống của nhân viên của mình với thu nhập đấy thì nó sống sao. Vâng. Nhưng mà như bọn tôi thì là tôi chấp nhận ở cái mức độ mà thu nhập của bọn trẻ con nó mới vào nó là 10 đến 15 triệu. Nhưng mà có nghĩa là bọn tôi đều có make nên một cái trải nghiệm cho nó, sau 5 năm đến 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 10 năm thì thu nhập của nó phải lên 4 50 triệu thì chúng nó mới có cơ hội để mua nhà mua xe được, thì nó mới ở được với mình. Tức là mình phải có cái lộ trình thăng tiến cho chúng nó. Dạ Còn nếu vâng không ạ. có lộ trình thăng tiến, đây này, ở đây có Phạm Tất Đạt đây này, Tất Đạt Phạm đây này, đang ngồi đây. Là một ví dụ, nó sinh năm 94. Vâng. Khi bắt đầu nó đến nó làm nhân viên của một cái công ty con ở địa phương ở Nam Định. Vâng. Thu nhập nó được có mấy triệu thôi. Vâng. Xong bắt đầu nó cố gắng nỗ lực, xong nó lại lên nó làm giám đốc kinh doanh ở Nam Định. Sau đầu nỗ lực nó lên làm giám đốc kinh doanh của học viện, xong bây giờ nó lên tổng giám đốc của học viện, nó thu nhập của nó được 50 đến 100 rồi. Đấy thì như vậy thì nó đi với mình thì nó mới đi được dài với mình được chứ. Chứ còn 10 năm sau, 5 năm sau vẫn thu nhập 7 8 triệu, đứa nào đi theo. Vâng. Đó, đi theo chị để chết à, chị mỗi chị giàu con em như là cái quân mà gọi là ăn may thì có mà chết. Vâng Đúng không? ạ. Vâng. Thôi bây giờ với cái cơ chế này thì bắt đầu em ngồi em hình dung ra lại xem giỏi thì phải lo được cho quân Dạ đấy. vâng ạ. Vậy thì mình mới nhìn lại xem mình có làm được cách nào lo được cho quân không, và em chỉ cần khởi tâm lên thôi thì rồi ai cũng sẽ đi với em đường dài. Liên hệ ngay Học viện CEO miền Nam, hotline 0842 424 466.